Trang xin chào toàn thể quý vị đang xem kênh Thư Giãn Cùng Trang. Hôm nay Trang chia sẻ deep white tip trên móng tiệt. Sau khi Trang đã rửa sạch da cuticle rồi thì Trang sẽ deep lớp thứ nhất với bột clear. Trang làm từ bước chậm chậm để chia sẻ cho quý vị dễ hiểu nha. Trang deep 3 ngón trước, xong rồi Trang sẽ dip 2 ngón còn lại sau. Đó, Trang nhúng vô bột dip. Trang để hơi lâu tí xíu để cho cái bột clear nó hít vô móng nha quý vị. Để tạo cho cái móng của mình nó có độ dày lên để cho bà khách ở lâu hơn đừng có bị gãy. Đó, Trang sơn ở phạm vi trong móng và hai bên cuticle á, Trang chừa lại hai cụm tóc à, hai bên của hai cái khóe á, quý vị. Trang hụt lại mỗi bên là hai cụm tóc, tại vì sau khi mình dip xong 4 lớp á, thì nó sẽ có độ dày lên và nó sẽ có cái độ bề ngang ra, nó làm cho cái móng mình nó mập, nó tài bè ra, cho nên lớp thứ nhất Trang hụt lại đó. Dip xong rồi Trang cho khách hơ quạt nha. Hơ quạt rồi bây giờ Trang sẽ lấy cái keo Trang sơn lên. Này là lớp thứ hai. Đó, Trang sơn khoảng 8 phân của móng hay là 9 phân. Khoảng 8 phần của móng hoặc là 9 phần của móng. Bà khách này bà thích màu hồng đậm. Đó, cái này là dark pin là hồng đậm. Còn pin á, là hồng lợt. Đó, bà khách thích hồng đậm thì mình lấy hồng đậm mình sơn lên. Lớp thứ hai mình dip lớp thứ hai nha quý vị. Đó. Rồi Trang sơn từng bước còn lại 3 ngón. Cái này lớp thứ hai Trang cũng hụt lại hai bên, Trang chừa mỗi bên ra hai cọng tóc nữa. Lớp thứ hai vẫn hụt lại, chừa mỗi bên hai cọng tóc. Thì mình làm như vậy, sau khi mình dip xong á, thì cái ngón mình á, không có chè bè hai bên, mình khỏi phải giũa, khỏi mất thời gian. Làm xong nó sẽ có độ dày lên nhiều, nhưng mà độ mập ra bề ngang thì nó không có, cho nên mình không cần phải giũa nhiều, đỡ mất thời gian nha quý vị. Đó, Trang cho hơ quạt rồi Trang quay lại tay này. Đó, Trang sơn lớp thứ hai. Sơn trong phạm vi cuticle, trong phạm vi móng, Trang nói lộn, trong phạm vi móng, đừng có tràn ra tùm lum, sơn vừa phải, không lấy nhiều quá mà cũng không lấy ít quá nước sơn, nước keo. Đó, Trang đếp bột màu hồng đậm lên. Đó. Ở bột đếp thì nó có loại hồng đậm và hồng nhạt. Đó, mình làm bột hồng đậm. Cái này là hồng mà hồng clear, hồng của làm white tip nha quý vị, chứ không phải là cái hồng mà làm thường à. Hồng này nó có độ clear cho nên nó một hồi á, thì mình nó có độ clear cho nên nó không có che phủ cái lớp trắng của mình. Đó, lớp trắng mình nó sẽ được lồi lên, hiện lên. Còn quý vị lấy bột đục màu hồng thì nó sẽ che bớt mất hết, nó không nhìn thấy bột màu trắng. Quý vị học nghề đang học là nhớ nói là bột clear hồng đậm và clear hồng lợt để mà làm sơn phen đầu móng white tip. Trang sơn lớp thứ ba là Trang đi sát cuticle, không tràn lên da. Và cái lớp thứ ba này Trang đi hai bên đều, không chừa hoặc không hụt vô hai cọng tóc. Sơn đều hết, móng hai bên có bao nhiêu thì mình sơn đầy đặn bấy nhiêu. Đó. Lớp thứ ba sơn đều hết nguyên móng, đưa bột màu trắng lên dip. Đó. Mình nhắm chừng rồi mình hỏi khách, rồi khách chịu rồi thì mình làm theo cái ngón đó. Đó. Mình đẩy từ từ vô, thấy khoảng đó là được.
Đó, rồi mình mới phủ phủ phủi cho cái bột trắng nó rớt xuống, rồi mình mới nhúng vô hũ bột màu hồng đó, phủi xuống rớt xuống tại để em thôi tránh tình trạng trong cái bột màu hồng có bị dính bột màu trắng, xong rồi sau này mình còn đếp cho người khác thì cái hũ bột màu hồng mình không xài được tại vì nó có bột màu trắng nằm trong đó. Đó, mình sơn gọn nằm trong phạm vi của móng và hai bên hai cọng tóc, hai bên cái khóe không chừa ra hai cọng tóc nữa, sơn đều đặn bình thường. Đưa vô đếp từ từ lên, mình nhắm chừng là nó khoảng độ độ đó rồi mình rút ra, còn nếu mà nó mỏng quá thì mình đưa nó lên một miếng nữa, mỏng quá thì mình có thể sửa được, mình đưa lên thêm một miếng nữa để cho nó dày lên. Còn nếu mà quý vị lỡ đếp nhiều quá mà nó bự, cái bảng màu trắng nó bự quá là mình phải lấy giấy mình bôi bỏ hết nguyên ngón đó và mình sơn keo lại. Đó, cái tình trạng mà lỡ nhiều quá là mình sửa cách đó đó. Rồi mình cho tay khách hơ quạt, mình làm cái tay này. Đó, sơn trong phạm vi, không sơn tràn ra ngoài, không dính trên cuticle. Và nếu mình đếp lớp thứ nhất rồi mà có một nó chưa đều lắm đâu, nó chưa thật sự là hoàn hảo đâu, nó có móng móng 10 phân, có móng độ độ dày màu trắng khoảng 9 phân vậy đó, nó xê xích cũng chút đỉnh, nếu mà quý vị nhìn kỹ thì có xê xích chút đỉnh, có ngón khoảng 9 phân của móng trắng, có ngón 10 phân của móng trắng. Thì tới lớp thứ hai là mình sẽ sửa lại, lớp thứ hai mình quét cọ sạch bụi xong hết, mình nhìn nguyên bàn tay 5 ngón mình thấy ngón nào mỏng ngón nào dày thì mình sẽ sửa lại. Mình sẽ sửa lại, mình biết, mình nhìn mình biết ngón nào mỏng thì tí nữa là mình sơn lên là mình sẽ điếp cho nó dày lên một chút. Còn ngón nào mà mình đã lỡ làm quá dày thì mình sẽ điếp, mình đưa cái bột màu trắng lên mà cái bột màu trắng hụt lùi lại hai cọng tóc. Mình đưa hụt lùi lại hai cọng tóc. Cái bàn tay này Trang quên, Trang lo làm, Trang quên. Tại Trang quên mà Trang đang chia sẻ cho nên Trang làm cái ảo. Nó nhanh quá. Nhiều khi quý vị xem nó hơi nhanh, không kịp. Có khi Trang quên cái Trang làm cái ảo. Hôm nào Trang nhớ thì Trang làm chậm chậm từ từ lại. Rồi tới lớp thứ này là lớp cuối cùng, lớp thứ tư thì Trang đậy nắp cái bụng hũ bột màu hồng đậm lại. Trang sẽ dùng hũ bột màu hồng lợt tại vì lý do là Trang không muốn cái màu hồng đậm á, nó phủ lên màu trắng rồi cái mình nhìn thấy màu trắng nó không có ra màu trắng mà là nó sẽ hơi có một chút hồng hồng dính trên màu trắng đó. Nên Trang dùng cái hồng nhạt Trang phủ lên đó. Là tại Trang muốn cho nó có màu trắng thiệt là trắng, Trang không muốn nó có bị lem hay là nó có ẩn một chút màu hồng nằm ở trên đó. Và quý vị nên nhớ nè, Trang điếp điếp xong Trang rút ra, Trang điếp cho nó hơi lâu một tí để cho cái bột màu trắng nó ngấm vô cái móng, cho cái móng nó trắng thiệt là trắng, xong rồi cái Trang mới rút ra. Và sau khi rút ra rồi Trang cũng để đó, khi nào mà Trang dùng tới cái bột màu hồng thì Trang mới bắt đầu phủi phủi cái ngón đó cho cái bột màu trắng nó rớt xuống. Tại vì Trang muốn để cho nó lâu một tí để cho cái bột màu trắng nó ngấm sâu vô. Để cho một tí nữa xong á, là quý vị sẽ nhìn thấy bàn tay đó hồng thiệt hồng và bột chỗ trắng thì nó trắng thiệt trắng đó, nó mới đẹp. Còn trắng ngà ngà, trắng nhạt nhạt đó, nó không đẹp. Ở chân nhúng mà chân chậm chậm đó, chân ngâm trong đó tí xíu ha đó. Ngâm tí xíu rồi cái đó chân lấy ra, cái từ từ cái mình mới vũ chứ mình lấy ra mình đừng vũ liền đó. Mình làm ngón cái này là Trang thấy là Trang làm hồi nãy lớp thứ lớp trắng thứ nhất Trang làm nó hơi dày quá nè,
cái đường liền của viền của trắng này nó nhiều quá, nó ra tới 11, 12 phân, nên bây giờ lớp này á, Trang hụt lại hai cọng tóc. À, rồi xong rồi một tí nữa, tới khi Trang giũa là Trang sẽ giũa nó nhiều một tí nữa để cho nó nhỏ lại nữa. À, mình sơn đều hết trong móng, đầy đặn đều hết, không chừa ra hai bên hai cọng tóc nha quý vị. Lớp thứ ba với lớp sơn thứ ba với lớp sơn thứ tư là sơn không chừa hai cọng tóc, sơn đều đặn hết. Đưa bột màu trắng vô nhúng cho nó lâu một tí để cho nó có bột màu trắng dính trên móng nhiều thiệt nhiều đó. Rồi mình mới lấy cái bột kia mình để lên. Ba ngón còn lại nè, hồi nãy mình quét á, thì mình nhìn mình nhớ ngón nào mà mình cảm thấy mỏng, ngón nào cảm thấy dày thì bây giờ mình sơn keo lên, xong rồi mình điếp cái bột màu trắng là mình canh nó lại cho nó đều. Nếu mà ngón nào mà đều rồi á thì mình điếp cái bột màu trắng bằng với cái liền viền đó luôn, hoặc là cái viền đó nó hơi méo hoặc cái viền đó nó cong cong nó ẻo qua một bên thì khi lớp đếp lớp này á, mình cũng có thể sửa lại được. Giả tỷ hồi nãy mình đếp nó hơi méo bên tay phải mà bên tay trái thì nó ít quá, bên tay phải thì nó cao lên quá, thì bây giờ lớp này mình sửa lại cũng được. Sơn ở trong không tràn lên da. Đó, đưa từ từ vô ngâm cho nó có trắng, nó tạo cho độ trắng thì trắng, rồi rút ra, rồi đó từ từ đó vũ, rồi ngâm cái bột này vô, ngâm cái bột lia vô xong rồi Trang cho hơ quạt xong đó, rồi Trang phủi cho nó sạch, rồi Trang sơn chai Estevay vô. Chai Estevay này có bột màu trắng á, Trang không biết những hiệu khác thì như thế nào, nhưng mà hiệu Nitro mà Trang xài á thì bột màu trắng nó lâu khô dữ lắm, đợi tới 3-4 phút nữa nó mới khô. Nên nếu mà quý vị gấp á thì quý vị có thể sơn hai lớp Estevay cũng được. Nhưng mà thường cái bột màu trắng này Trang sợ nó lắm, nó mềm dẻo, nó lâu khô, nên Trang cũng có khi Trang sơn hai lớp Estevay. Nhưng mà Trang chủ yếu là Trang sơn đầy ngay chỗ cái bột màu trắng và ngay chỗ mấy cái cạnh khóe đó, ngay mấy cái đầu thiếp á. Đó, mấy đầu thiếp mà nếu mà Trang sơn không đầy đủ Estevay thì tí nữa nó mềm dẻo á, nó mẻ, nó bể ra. Đó, cái deep white thiếp với mà pin and white của white thiếp á, là lúc nào Trang sơn cái Estevay á, Trang cũng sơn thật là kỹ ngay chỗ cái đầu màu trắng hết. Nó khó khô lắm quý vị. Đó, Trang đợi khoảng 3 phút, 4 phút rồi Trang mới quay trở lại. Cái Trang còn nhấn lên, bấm lên trên cái móng đó nữa. Trang thấy nó cứng rồi Trang mới dám giũa. Đó, Trang giũa cái giũa nằm ở dưới móng và hai bên khóe liền lòn cái giũa ở dưới khóe hai bên. Nghiêng xéo 45 độ. Không giũa nằm ngang nha quý vị. Lúc nào cũng giũa cây giũa lòn ở dưới móng hết. Giũa ngang cũng giũa nằm lòn ở dưới móng. Và giũa hai bên khóe cũng ẹo nó vô, đưa nó vô nằm ở dưới hai bên móng. Tại vì tránh tình trạng là nó bị chảy cái nước sơn. Nó hiện lên là khách nó nhìn thấy. Nó nhìn thấy chảy nước sơn. Đó, nên mình giấu á, mình éo ẹo, mình xéo xéo nó vô á, là tí nữa khách nó không có nhìn thấy mình giũa chày nước sơn.
giữa bề ngoài trước đầu móng thiếp á, là thẳng nha quý vị. Tại vì khách này thích là square, thích móng square, cho nên mình giữa ngoài đầu phía trước là giữa ngang, giữa thẳng. Rồi hai bên mình bầu bầu chút xíu hai bên. Và nếu mà hai bên á, mà hồi nãy mình đắp bột mà nó có chàng ra chút tí, nó làm cho cái xếp của mình á, nó không có sắc nét á, thì mình giũa lại, giũa hai bên lại. Đó, mình giũa xéo xéo nằm cái giũa lòn ở dưới móng á. Nó mình giũa xong á, thấy cái xếp của mình á, nó sắc sảo lại. Nó không có bị mà nó không có bị tè bè ra, nó gọn mà nó sắc nét lại. Có cái móng này ngón cái mình thấy hồi nãy hình như mình làm nó hơi dày quá, màu trắng nó dày quá. Nếu dày quá thì bây giờ mình sẽ giũa lại. Đó, mình giũa cho nó mỏng lại. Cái tay này là bà khách này là bà thích màu hồng đậm. Đó, nên chàng điếp theo cái cách này nó ra màu hồng đậm. Còn với khách mà thích hồng lợt thì mình chỉ dùng một hũ hồng lợt thôi, mình không có dùng hũ hồng đậm. Còn nếu mà hồng đậm thì mình dùng hai hũ hồng lợt và hồng đậm. Giũa xong rồi Trang mới lấy cái đầu giũa giấy nè, Trang giũa trên cái đường cuticle nó cũng đều rồi, nhưng mà mình giũa lại một lần để cho nó liền phẳng hết. Nhiều khi nó cũng chưa có liền phẳng lắm đâu quý vị, mình giũa lại một cái cho nó liền phẳng luôn. Mình giũa từ bên phải qua bên tay trái, dặn tốc độ vừa phải. Cái đầu giũa này mình không có dặn tốc độ nhanh quá nó sẽ giũa bay mất đi cục bột của mình. Dặn tốc độ vừa phải, đi sát vô da. Cái đầu giũa mà giũa giấy á, là mình mua cái loại đầu giũa mịn nha quý vị. Nó có loại có gai hộp bự bự á, nhưng mà Trang không bao giờ xài cái loại đó, tại vì nó đụng vô cái da của khách á, khách bị đau. Trang chỉ xài một loại là đầu giũa giấy mịn. Mình giũa xong rồi thì mình bóp phờ lại cho khách. Rồi mình sơn activate lên. Mình cho khách hơn 1 phút. 1 phút xong mình sơn lại hai nước top coat là xong. Deep móng pin and white. Đơn giản mà nhanh gọn lẹ nha quý vị. Trang cũng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video của Trang. Nếu có gì thắc mắc hay là không hiểu trong lúc mà Trang chia sẻ, quý vị không hiểu thì quý vị có thể nhắn tin cho Trang. Có gì, những gì mà Trang biết thì Trang sẽ chia sẻ, Trang sẽ giải đáp giúp quý vị. Dạ, Trang xin chúc quý vị sớm thành công và có một ngày cuối tuần vui vẻ. Mình bóp vờ mình cũng cầm cái đầu đó nha quý vị. Đó, Trang chỉ là hai đầu đó thôi. Còn mấy cạnh kia là mình bỏ, mình không xài tới. Mấy cạnh kia nó bóp là nó đau tay khách vậy lắm. Chỉ dùng được có hai mặt thôi. Còn bao nhiêu mấy những cạnh kia là bỏ. Mình bóp phờ để cho nó láng lại. Láng lại rồi mình sơn nước bóng vô. Đó, mình chỉ xài hai cạnh đó thôi quý vị. Mình bóp phờ xong hết thì mình phủi cho nó sạch bụi. Mình sơn lại cái chai Activate lên. Sơn đều hết, chỗ nào cũng cần phải có đủ nước hết nha quý vị. Nhất là hai góc cạnh ở ngoài đầu móng thiếp á, cần phải có đủ nước để cho nó cứng cái móng. Nếu mà mình thiếu cái Activate là nó mềm cái móng á, nó bị mẻ, bị bể. Và nó cũng lâu khô nữa. Nếu mà mình không, ngoài đầu móng thiếp mà mình lỡ mình không có sơn đầy đủ cái Activate á, tí nữa mình sơn nước bóng lên á, nó cái chỗ đó nó không khô, nó lâu khô vậy lắm.
Trang sơn lớp thứ nhất Trang sơn nhanh lên, tại vì Trang sợ nó làm cứng cây cọ của mình á, Trang sơn nhanh. Rồi lớp thứ hai Trang sơn kỹ lại và chậm lại tí. Quý vị trong vòng khoảng 30 phút mình có được một bộ móng tay deep pin and wire. Cái pin, cái móng wire tip á là mình có ăn thêm tiền nữa nha quý vị, 8 đô á. Rồi Trang cũng cảm ơn quý vị rất nhiều đã xem video của Trang. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau nha.